Hôm nay chúng tôi thật ân phước được trình chiếu một trong những bài thuyết giảng sâu sắc với tựa đề Satan hợp tác làm ăn phần 1 của 3 phần trong tiết mục giữa thầy và trò được giảng bằng tiếng Anh vào ngày 31 tháng 7 năm 2021. Này, chào mừng tất cả quý vị. Trong tình thương Thượng Đế, đây là đài phát thanh Thanh Hải, là cách tốt nhất mà chúng ta có thể sắp xếp lúc này. Tất nhiên rồi, tôi sẽ đọc quý vị nghe một truyện để quý vị biết rằng tôi vẫn nghĩ tới quý vị và đang làm việc vì quý vị và với quý vị. Chỉ có điều, đây là cách tốt nhất rồi. Còn hơn là không có gì. Hơn nữa, nếu không thấy tôi, có lẽ quý vị có thể lắng nghe với sự tập trung hơn. Tôi sẽ tắt một số máy để tiếng nói rõ hơn. Tôi vẫn ở một mình và trong căn phòng 2x4m đó. Và đây là cách tốt nhất mà tôi có thể làm. Tôi sẽ đọc truyện cho quý vị nghe, bởi vì nghe truyện lúc nào cũng vui, thú vị, thu hút sự chú ý của mình và luôn luôn có bài học đạo đức để rút kinh nghiệm. Truyện này cũng nằm trong cùng quyển sách truyện dân gian Do Thái. Bây giờ tôi sẽ ráng dịch cho thật sát nghĩa. Truyện này tên là Ôi chà, tôi cần kính để đọc. Chờ chút nha. Chờ tôi lấy kính ra đã. Tôi thật sự hoài niệm thời gian lúc còn bình an vô sự. Bình an vô sự hơn bây giờ. Khi còn trẻ hơn, thì có nhiều năng lượng hơn và cảm thấy không có gì phải lo lắng. Bây giờ tôi lo lắng đủ mọi thứ, phải tự lo cho sự an toàn của mình. Đó là điều tệ nhất có thể xảy ra. Tôi không sợ. Có điều là phải chăm sóc bản thân để có thể tiếp tục công việc của mình. Truyện này tên là Satan hợp tác làm ăn. Ngày xưa, có một người bỏ vợ, chạy trốn, bởi vì có lẽ ông sợ vợ. Rồi quỷ vương Satan tình cờ gặp ông và hỏi, anh đi đâu thế? Ông nói, tôi phải chạy trốn vợ tôi. Nên Satan nói, ta cũng vậy. Cả hai chúng ta nên cùng nhau đi tới một vùng đất khác. Rồi chúng ta cùng hợp tác làm ăn. Trước hết, ở nơi mới đó, ta sẽ nhập vào con gái của vua, công chúa, và điều khiển cô ta trong những cách khác nhau, rồi làm cho cô ta bị bệnh. Tới khi tất cả thần y giỏi nhất và nổi tiếng nhất ở xứ đó không chữa trị nổi cho cô ta, thì anh liền xuất hiện. Anh sẽ tự giới thiệu mình là một thần y vô cùng xuất chúng. Rồi anh phải yêu cầu ban thưởng thật nhiều tiền, thật nhiều vàng bạc và châu báu. Rồi sau đó hai chúng ta chia đôi mỗi bên một nửa. Vì vậy, người chạy trốn vợ gật đầu đồng ý. Rồi Satan và người sợ vợ này, người đàn ông sợ vợ, sau đó cả hai có lẽ đi đến một xứ sợ khác. Sau khi đến nơi, Satan thật sự nhập vào con gái của nhà vua, cô công chúa, và làm cho cô hóa điên giống như ngu ngơ điên dại vậy. Sau khi các thần y nổi tiếng nhất và tài giỏi nhất không thể chữa khỏi bệnh cho cô, thì người hợp tác làm ăn với Satan tới ý kiến nhà vua và thưa với vua, tâu bệ hạ, thần là thần y chuyên chữa loại bệnh tâm thần này. Nếu bệ hạ hứa ban thưởng cho thần thật nhiều những thứ quý báu như rất nhiều vàng bạc, thì thần sẽ chữa lành cho con chúa. Nhà vua hỏi, nếu người không làm được thì sao? Người đó nói, lúc đó, bệ hạ cứ việc xử trảm thần.
Nên nhà vua rất là tin tưởng. Nhà vua nói được, vậy tốt, tốt lắm. Và rồi sau đó, nhà vua ban cho ông ta rất nhiều tiền, vàng bạc, châu báu và các thứ như vậy, đúng theo lời ông ta yêu cầu, nhưng với điều kiện là trong vòng 3 ngày, ông ta phải chữa cho công chúa khỏi bệnh. Rồi, người đó lập tức tới nói với Satan, bây giờ ngươi có thể chữa khỏi thân thể công chúa, bởi vì chúng ta rất giàu rồi. Satan nói, không, không, ta không làm vậy đâu. Nhưng sau 3 ngày, mọi người tập hợp trong triều đình nhà vua mà vẫn không thấy bệnh tình của công chúa thuyên giảm. Vì vậy, người đó liền tâu với vua, xin cho hạ thần 3 ngày nữa. Tất cả quan triều đình đều đồng ý. Bây giờ, ông ta đến nói với Satan một lần nữa, ngươi phải ra khỏi thân thể công chúa ngay. Bằng không chúng ta sẽ gặp rắc rối. Nhưng Satan vẫn không chịu ra khỏi thân thể của công chúa. 3 ngày sau, tất cả các quan quay lại triều đình và thấy tình trạng của công chúa vẫn không khá hơn, nên họ muốn giết chết ông ta ngay lập tức, ngay tại chỗ. Vì vậy, ông ta liền cầu xin họ, nói rằng, ồ, làm ơn, xin các quan chịu khó cho thêm 3 ngày nữa. Nếu lần này tôi không làm được thì các quan cứ việc trảm đầu tôi. Tôi đâu có đi đâu được, do không có sự lựa chọn nào. Nên tất cả đều đồng ý. Nhà vua cũng đành phải đồng ý. Nhưng sau 3 ngày này, Satan vẫn không chịu rời khỏi thân thể của công chúa. Vì vậy, bây giờ, người đó đến tâu với vua, tâu bệ hạ, xin ngài vui lòng triệu tập tất cả binh sĩ từ khắp nơi trong nước về đây, rồi xin ngài ra lệnh cho mỗi binh sĩ phải thổi thật mạnh cây kèn đồng của mình. Nếu ai không có kèn thì ngài bảo họ hãy thét thật lớn hết sức mình. Nhà vua không có lựa chọn nào khác, cho nên làm theo những gì mà kẻ gọi là lang băm đó yêu cầu. Và rồi toàn thể binh lính từ khắp nơi trong cả nước tập hợp về kinh thành bên cạnh triều đình nhà vua. Rồi tất cả họ hoặc thổi kèn thật to, hoặc thét thật lớn, la thật to, làm tất cả những gì họ có thể làm, tạo tiếng ồn vô cùng lớn, những loại âm thanh và tiếng ồn rất đáng sợ và vô cùng khủng khiếp. Sau đó Satan run sợ hốt hoảng, bèn hỏi người cùng hợp tác làm ăn, này bạn, bạn có thể cho tôi biết tại sao lại có quá nhiều tiếng ồn ào khắp nơi, âm thanh quá dễ sợ như vậy? Người đó nói, này, người không biết sao, là vợ của người đó, bà ta mang cả một đội quân đến đây, đuổi theo người, muốn săn lùng người đó. Ồ, vừa nghe xong, Satan liền nhảy qua cửa sổ, chuồn mất. Quý vị tin không cơ chứ? Quỷ Satan mà cũng sợ vợ. Thảo nào nhiều đàn ông trên địa cầu có cùng một vấn đề. May mắn là Satan có thể thoát được, và người này cũng có thể bỏ chạy. Nhiều người không thể vì họ bị ràng buộc vào những hoàn cảnh khác nhau, như con cái, hoặc cùng đứng tên vay nợ ngân hàng, hoặc có cùng tài khoản ngân hàng, nên không thể làm gì được. Nếu bỏ đi thì họ sẽ không có gì cả. Nhà thì do vợ đứng tên, ngân hàng thì cả hai đứng tên. Họ không thể rút tiền ra mà không được vợ ân thuận, vân vân và vân vân. Rồi còn con cái, kinh doanh, tất cả đều dùng. Bỏ đi như vậy rất khó. Cho nên đôi lúc chúng ta sống chung với nhau, không phải vì vẫn còn yêu nhau mà họ bị trói tay, trói chân, thật tội nghiệp. Tưởng tượng coi, có người còn có nhiều vợ nữa chứ. Trời ơi, thật là một quyết định dại dột. Đặt mình vào vị trí như thế.
Vậy quý vị có mừng là mình không có vợ không? Không có phụ nữ kiểm soát đời mình, ý nói những người nội bộ, không chồng, không vợ, nên quý vị tự do, ít ra được tự do mỗi ngày làm việc của mình, rồi đến giờ nghỉ thì đi nghỉ, đến giờ thiền thì thiền, khi nào đói thì ăn. Đời quý vị tốt hơn đời tôi, mặc dù tôi không có bà vợ nào. Vấn đề là nếu mình ở với người nào, nếu người đó không thật sự là một với mình, thì rất khó để vui hưởng cuộc đời. Vợ chồng lẽ ra phải là bạn hữu rất gần gũi, thân thiết và giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng không phải lúc nào cũng thế, mà đem tới rất nhiều đau khổ, nước mắt và đôi lúc ảnh hưởng đến con cái, gia đình, kinh doanh và ngay cả quốc gia và thế giới nữa. Tôi đã đọc nhiều truyện, thỉnh thoảng ở đâu đó, vài truyện tôi đọc trước đây rằng một số người thất vọng với vợ hoặc nản lòng với tình yêu đơn phương, nên họ đi ra ngoài gây chiến. Họ đi ra xâm chiếm quốc gia khác chỉ để giải tỏa sự thất vọng trong cơn tức của họ. Có thể như thế. Tôi còn nghe nói tướng De Gaulle, anh hùng nước Pháp, rất sợ vợ. Nhưng đó chỉ là tin đồn, tôi chưa bao giờ gặp họ, nên không bảo đảm. Nhưng điều đó được đăng trên báo, được in công khai, không phải như tin đồn bí mật. Bây giờ quý vị không ở đây với tôi, hoặc chúng ta không kết nối qua mạng Internet, nên quý vị không thể hỏi gì. Đây chỉ là một truyện. Ở Trung Quốc cũng có một truyện. Có một vị tướng rất nổi tiếng và hùng mạnh của toàn thể Trung Hoa. Nhưng đây là sự thật. Được nhiều người biết rằng ông tướng vô cùng sợ vợ, bà ta đối xử với ông như cỏ rác, hoặc như người hầu, hoặc như bất cứ gì bà muốn. Thế nên tất cả các tướng khác hoặc cấp dưới cảm thấy rất thương xót cho ông. Do đó họ khuyên ông, tại sao ông không mang cả một quân đội tới nhà ông để cho bà thấy ông hùng mạnh thế nào và mọi người tuân lệnh ông ra sao, ông là người mạnh mẽ dường nào, để bà ta sẽ sợ mà không bắt nạt ông nữa. Thế rồi vị tướng cảm thấy, ồ, đúng là một ý kiến hay, phải, dĩ nhiên, mình là vị tướng có uy quyền, hùng mạnh, sao mình lại sợ vợ? Nên ông tập hợp tất cả đội quân của ông đến trước cửa nhà mình, khắp nơi trong vườn, mọi nơi, dài nhiều cây số, hùng mạnh, ở vị trí sẵn sàng chiến đấu. Và rồi ông gõ cửa gọi vợ ra. Bà vợ đi ra, nhìn thấy chỗ nào cũng có quân lính. Quý vị biết bà phản ứng thế nào không? Bà ta hét vào mặt vị tướng nói, gì đây? Giờ thì sao? Ông tính diễn tuần gì hôm nay nữa đây? Tuần mới hả? Lại mấy trò vớ vẩn của ông đấy hả? Bảo họ xéo đi ngay lập tức, không thì biết tay tôi. Rồi, vị tướng nói, được, được, ngồi giận đi em. Anh muốn họ đến đây chỉ để... Biết không, như khi có khách VIP đến quốc gia nào đó, thì quốc gia đó sẽ sắp xếp cho quân đội diễu hành, chào đón theo cách nào đó, trình diễn, diễn binh, chỉ để dàn quân theo các đội hình khác nhau và các vị trí khác nhau, các kiểu diễu hành khác nhau này nọ, rất rất đẹp, tất cả đều đồng bộ. Đây là để duyệt binh, không phải như trong trận chiến, nhưng đây giống như tập hợp, biểu dương lực lượng, tất cả binh sĩ diễu hành cùng một kiểu, cũng rất đẹp. Vì vậy, ông nói là ông muốn trình diễn để bà xem cho vui. Thế thôi. Rồi ông ra lệnh cho tất cả quân lính lặng lẽ ra về, quay trở lại chỗ của họ. Ban đầu kế hoạch là khác, nhưng ông quá sợ vợ, nên khi bà ta đi ra, gầm lên như sư tử, thì ông sợ chết khiếp. Ông sợ đến nỗi run lẩy bẩy trước mặt bà ta và nói, không sao, được rồi, anh bảo họ đi liền, chỉ là để em xem, cho vui thôi. Nên ở Trung Quốc, chuyện này tên là
Sư tử Hà Đông. Đây là một truyện rất nổi tiếng. Không biết truyện này có thật không? Nhưng dù sao cũng tương tự như truyện tôi đang kể đây, nên nhân tiện tôi kể thêm. Truyện này không chỉ nói về Satan thôi. Có lẽ bài học rút ra là quý vị nên kiểm tra đối tác của mình trước khi muốn hợp tác làm ăn với người đó. Bởi vì một số người có thể ít không trung thực như chúng ta nghĩ. Đôi khi bề ngoài họ trông rất ngọt ngào, tử tế, dịu dàng và thành thật, nhưng bên trong thì khác. Điều đó cũng đã xảy ra cho tôi nhiều lần, bao gồm trộm cắp tâm linh và đủ thứ. Bởi vì một số người nghĩ rằng việc tôi truyền tâm ấn cho quý vị trông chỉ như bề ngoài, không phải bên trong, và họ chỉ cần học những thứ bề ngoài, rồi có thể làm giống vậy. Không phải như vậy, không phải như thế đâu. Quý vị phải có lực lượng bên trong để giúp đỡ những người quý vị muốn truyền tâm ấn cho. Nếu không thì cả hai sẽ gặp rắc rối, vì ma vương sẽ khống chế quý vị và khống chế những người gọi là được truyền tâm ấn, và khiến quý vị làm những điều xấu, làm đầu óc quý vị không thuần khiết, làm tâm quý vị không trong sạch, và rồi quý vị sẽ sa ngã. Và mỗi ngày, y sẽ khống chế quý vị, lực lượng phủ định sẽ khống chế quý vị. Và dù quý vị có làm điều tốt thì cũng chỉ cho y công trạng thôi. Vì quý vị không làm với tình thương, mà làm kiểu như hăm dọa người ta, để người ta đến và theo mình, làm với động cơ đó, hoặc người ta sẽ cảm ơn, tôn trọng, hoặc tôn thờ quý vị này kia. Mấy chuyện như vậy đó, đầu óc sẽ gạt quý vị để làm thế, để nghĩ về những điều như vậy, và để có một lối suy nghĩ như vậy. Tất cả đều là ma vương làm. Cho dù quý vị làm từ thiện, thì phước báo chỉ nằm trong tam giới và sẽ bị nó ràng buộc. Quý vị sẽ không bao giờ thoát khỏi vòng sinh tử và nghiệp quả. Chưa nói đến người mà quý vị gọi là dẫn dắt. Quý vị sẽ dẫn dắt họ sa ngã, dẫn dắt họ xuống hố. Quý vị đừng bao giờ làm việc với ma vương. Thành ra thời xưa, không có nhiều minh sư truyền tâm ấn một cách tùy tiện. Các ngài sẽ khảo nghiệm, sẽ kiểm tra mọi khía cạnh của người đó trước khi truyền tâm ấn. Rất hiếm khi các ngài truyền ngay, bởi vì đôi lúc sẽ mang rắc rối đến cho các ngài. Bằng chứng là với Đức Phật Đề Bà Đạt Đa, anh họ của ngài. Bởi vì ngài tin cậy anh họ của ngài, ngài nghĩ anh họ mà, cho nên ngài cũng truyền tâm ấn cho ông. Hóa ra sau này, Đề Bà Đạt Đa vì ganh tị với Đức Phật, cố tìm cách sát hại Đức Phật, làm đủ mọi điều, phỉ báng Đức Phật, dành hết mọi công trạng về phần mình. Ông ta cũng có những người gọi là đệ tử và tỳ kheo này nọ, dạy điều vớ vẩn hoặc bắt chước, hoặc trộm cắp giáo lý của Đức Phật, và làm nó thành của riêng mình. Làm như ông là người biết đủ thứ này, thứ kia, nhưng thực tế thì không biết gì cả, bởi vì ông không phải là Phật. Ông chỉ làm việc cho ma, cho quỷ, để có thể được danh lợi này kia. Biết không, người đời, họ làm vậy. Thành ra, khi Milarepa muốn rời đi, sư phụ của ngài bảo ngài đi lên núi nơi nào đó, ở một mình, rồi thiền. Đừng bận tâm dạy người thế gian, bởi vì họ toàn chỉ muốn những thứ vật chất. Đúng như vậy đó. Tuy nhiên, Milarepa cũng có dạy ai đó, tôi nghĩ vậy, nên một trong các đệ tử của ngài thậm chí đầu độc ngài chết. Nhiều trường hợp, nếu không may mắn, tôi cũng đã không thoát chết. Tôi nghĩ thiên đàng còn muốn tôi làm thêm một số việc. Nhưng không phải không có đau khổ, không phải không có rắc rối mỗi ngày. Nếu tôi muốn kể quý vị, tất cả đau khổ tôi đã chịu đựng và tất cả rắc rối chồng chất lên người tôi từ khi tôi nhận lãnh công việc này, thì phải viết rất nhiều sách, còn hơn là những bộ phim hồi hộp gây cấn. Quý vị sẽ sợ đến nỗi không còn muốn công bố mình là minh sư, dù có muốn chăng nữa.
Tôi không biết, có lẽ nên viết xuống, nhưng hết đau khổ này đến đau khổ khác. Rồi thì tôi ráng quên và thật sự không nhớ nhiều chi tiết mấy. Đã xảy ra quá nhiều và nhiều chục năm nay rồi, thậm chí không thể nhớ hết được. Tôi cũng không muốn nhớ, cũng chẳng có hứng thú để viết ra hoặc để kể quý vị tất cả những thứ này. Tôi không bao giờ muốn. Nhưng có lẽ tốt cho mọi người để họ hiểu thế nào mới thật sự là chân sư, không chỉ bắt chước là được. Đó là điều tệ hại nhất quý vị có thể gây ra cho chính mình, bắt chước bất kỳ vị chân sư nào và tự nhận là giáo lý của mình. Bởi vì quý vị không nhận thức gì hết, không hiểu gì cả, không biết gì hết. Quý vị chưa bao giờ đi thiên đàng hoặc địa ngục, quý vị không hiểu gì cả. Và chỉ bắt chước, chỉ nói như con vẹt, hoặc như máy thu âm. Điều này sẽ đưa quý vị đến địa ngục, thật vậy. Trong truyện Phật giáo cũng nói như thế. Vì nếu quý vị vọng ngữ về đẳng cấp khai ngộ của mình, đó là tội lỗi tệ hại nhất quý vị có thể có, và rồi quý vị sẽ bị đọa địa ngục vĩnh viễn, địa ngục không ngừng. Nghĩa là địa ngục vô gián, nghĩa là quý vị sẽ bị trừng phạt mãi mãi. Quý vị thậm chí không thể nghỉ ngơi trong một sát na. Và thật đáng tiếc nếu có ai muốn làm điều đó. Tâm ấn từ sư phụ là từ một lực lượng mà Ngài câu thông với vũ trụ, từ lực lượng của chính Ngài, sự liễu ngộ của chính Ngài. Không phải bắt chước. Bởi vì nếu quý vị bắt chước bất cứ gì trên thế giới, họ cũng sẽ kiện quý vị. Đừng nói chi đến việc bắt chước công đức và lực lượng tâm linh, khi quý vị thậm chí không có chút nào, vì điều này không thể bắt chước. Quý vị chỉ có thể bắt chước giáo lý hoặc bài nói chuyện bên ngoài, hoặc bắt chước những gì sư phụ làm, hoặc những y phục sư phụ mặc, hoặc thường mặc, hay sẽ mặc này nọ. Quý vị có thể làm tất cả điều đó, nhưng không thể nào sao chép lực lượng tâm linh bên trong. Và cả vũ trụ sẽ biết điều đó. Đó là sự lừa dối lớn nhất mà quý vị có thể phạm phải trong toàn cõi vũ trụ. Bởi vì vũ trụ nhìn thấu suốt tâm chúng ta. Và nếu quý vị làm điều đó, không minh sư nào có thể cứu quý vị. Có thể nếu quý vị sám hối và từ bỏ tất cả những điều đó và trở thành như một người thường và cố gắng sám hối cả đời mình. Nếu thành tâm, nghiệp của quý vị có thể được giảm bớt đôi chút. Đó là chưa nói đến việc quý vị mang thân nhân nhiều đời của mình cùng xuống địa ngục, bởi vì có sự liên hệ huyết thống. Nên đây là điều tệ hại nhất mà quý vị có thể làm cho chính mình. Điều này thật ra giống như hợp tác làm ăn với Satan. Trong truyện này, Satan có thể sợ vợ của y. Không phải là y có vợ để sợ, mà đây chỉ là một truyện ngụ ngôn để cho mọi người biết rằng phải thật sự cẩn thận khi kết bạn với ai và tin tưởng ai. Nhưng ở thế gian này rất khó. Hầu như giống nhau, các vị minh sư không phân biệt giữa người xấu và người tốt. Các ngài cố gắng cho mọi người một cơ hội để được khai ngộ, để được giải thoát hoàn toàn khỏi vòng sinh tử luân hồi bên trong tam giới. Nên các ngài cho mọi người một cơ hội, nhưng đa số những người bắt chước và làm hại minh sư, họ ở đẳng cấp rất thấp, gần đẳng cấp địa ngục, hoặc họ đã ở đẳng cấp địa ngục rồi, hoặc Atula. Nếu không, họ đã không làm điều đó, không ai dám. Chỉ những người đẳng cấp thấp với lòng tham, với những ham muốn thấp kém này vì danh lợi, mới dám làm điều đó, hoặc họ đang làm việc cho Satan, cho ác quỷ. Nếu không, nếu thật sự biết từ bên trong, thì không ai dám làm. Cho nên rất dễ nhận ra ai đang làm việc cho ma vương, cho Satan. Dù ma vương đã bị nhốt trong địa ngục, nhưng nếu họ đã kết nối với ma vương trước đó rồi, thì phẩm chất xấu của ma vương sẽ ở lại bên trong họ mãi mãi và sẽ khống chế họ. Và bất cứ điều gì họ làm hoặc bất cứ điều gì họ dạy, chỉ toàn là ảo tưởng. Ma vương có thể hóa hiện điều cỏn con đây đó để lừa gạt mọi người. Nhưng tất cả đều không thật. Không phải điều thật như được minh sư giảng dạy.
bởi vì vị minh sư cũng sẽ có bằng chứng. Như đệ tử Ngài được cứu độ, như thân nhân và bạn hữu của họ sẽ lên các cõi thiên đàng, ví dụ vậy. Và cuộc sống của họ trở nên tốt đẹp hơn. Nếu họ làm việc cho ma vương thì khác, không giống như thế. Và dù họ muốn khoe khoang lòng bác ái nước mắt cá sấu của họ, thì việc làm đó vẫn là cho ma vương, và ma vương sẽ dành hết mọi công trạng, họ không có chút nào cả. Bởi vì quý vị cần phải thuần khiết, phải có tình thương thuần khiết để cống hiến cho bất cứ ai, bằng không, cả hai người cũng sẽ phục tùng ma vương, cả người cho lẫn người nhận. Trong Kinh Phật, Đức Phật cũng có nói điều đó. Người cho với tình thương thuần khiết vô điều kiện, thì người cho và người nhận cả hai sẽ có phước báo. Nhưng nếu người cho không có tình thương, chỉ với động cơ đạt được danh tiếng và hăm dọa người ta, phải tin họ hoặc nợ họ, hoặc ít ơn họ, cả hai người này, người cho và người nhận, cả hai cũng sẽ đọa địa ngục. Ít nhất không có công đức, không được gì hết. Chỉ gây ra một số nghiệp thôi. Chúng ta không làm gì như thế, vậy là tốt, nhưng ít ra tôi kể chuyện này và lời dạy của Đức Phật để một số quý vị biết mà xấu hổ. Và bất cứ ai lừa gạt gì thì phải nên dừng lại. Hãy sám hối cả đời mình. Nếu không thì thiên đàng sẽ không nhân nhượng, dù tôi tha thứ đi nữa. Luật nhân quả sẽ không để quý vị thoát tội, quý vị sẽ phải đọa vào những địa ngục trừng phạt không ngừng. Những địa ngục vô gián, đó là vĩnh viễn. Không minh sư nào đến rồi đi mà cứu được quý vị bao giờ. Nếu quý vị biết điều này tệ hại thế nào, quý vị phải dừng lại, tối thiểu sám hối. Có thể quý vị sẽ được tha. Tôi không chắc địa ngục có tha quý vị không, nhưng ít ra sinh mạng của quý vị sẽ được tha. Hãy nhớ, tu hành chăm chỉ làm thầy của chính mình thôi. Hãy lo cho nghiệp của mình, ý nghĩ xấu của mình, chỉ tịnh hóa bản thân, một mình thôi, một mình. Bởi vì nghiệp của quý vị đã đủ nặng nề dù chưa nhận lãnh nghiệp của ai khác, nhất là đưa họ vào con đường sai lầm, làm cho họ tin lầm người. Được gọi là minh sư, đó là tội lỗi lớn nhất mà quý vị có thể phạm phải. Điều này cũng được nói trong Kinh Phật. Không phải tôi nói điều đó, tôi cũng biết điều đó, nhưng tôi đề cập tới Kinh Phật để quý vị có chỗ nào đó mà kiểm tra hoặc tham khảo. Không quan trọng quý vị có tham khảo hay không, nghiệp này quý vị không thể thoát khỏi. Dù quý vị có tin những điều Đức Phật nói hoặc những điều tôi nói hay không, thì nghiệp vẫn có đó. Không ai có thể tẩy sạch cho quý vị. Cho nên, hãy rất cẩn thận. Vì vấn đề tâm linh không phải trò đùa, không phải trò chơi đầu óc mà quý vị có thể giỡn chơi được. Tất cả cõi thiên đàng, địa ngục, địa cầu và tất cả chúng sinh đang quan sát quý vị. Không ai có thể trốn thoát khỏi mắt của thiên đàng, khỏi mắt của sự phán xét. Tôi không cố dọa quý vị đâu, mà chỉ cố gắng cảnh báo quý vị bất kỳ ai nếu làm vậy. Chỉ lo việc của mình thôi, lo việc tu hành của mình, tránh xa trộm cắp tâm linh. Và thái độ khoe khoang, ngạo mạn, thì sinh mạng quý vị có thể được tha, và địa ngục có thể tha cho quý vị. Chúc tất cả quý vị được an lành, đội ngũ bên trong, bên ngoài, và tất cả những người ủng hộ bằng những cách khác nhau, như có người viết bài, hoặc có người in những tập sách nhỏ, hoặc tờ rơi để giới thiệu truyền hình Vô Thượng Sư cho công chúng nói chung, để giúp họ hiểu rằng địa cầu chúng ta đang lâm nguy, và rằng họ nên góp phần cho một thế giới hòa bình và bền vững bằng cách ăn thuần chay và tạo hòa bình trong gia đình, trong khu vực xung quanh, trong quốc gia và trong cộng đồng quốc tế. Tôi chúc như vậy. Tôi chúc địa cầu của chúng ta sẽ trường tồn và lành mạnh mãi mãi, hoặc đến chừng nào còn tồn tại được, nhưng không hỗn loạn, không rắc rối, không chiến tranh,
không đau khổ cho động vật và con người. Amen. Cầu mong Thượng Đế nhân từ và ban phước cho chúng ta với lối sống từ bi và hợp tác. Cảm ơn tất cả. Thương quý vị, thương quý vị, thương quý vị.